Người phạm nhân này ở trong hộp cơm phát hiện một tờ giấy nhắn. Bên trên viết rằng, muốn chơi một ván cờ không? Là người sát vách chuyển cho anh. Kỳ quái, hai người bị giam trong phòng khác nhau. Đánh cờ thế nào đây? Đáp án chính là viết lên tường. Cách vách sẽ dùng quy định tiếng gõ tường. Nói cho nam chính vị trí nước cờ mình đi. Nam chính sau khi đánh xong, lại gõ tường đáp lại. Đây chính là cách anh đánh cờ với người cách vác. Phấn dùng hết rồi, bên cạnh còn kêu quản mục đưa đến cho anh. Qua một tháng sau, trên bức tường của phòng giam, dưới đất đều vẽ kín bàn bờ. Nam chính mặc dù rất nghiêm túc đánh, nhưng anh trước giờ chưa từng thắng qua. Cao thủ thần bí của cách vác rốt cuộc là ai đây? Bên đó trước sau vẫn không trả lời anh, mà cho nam chính một cái địa chỉ, nói anh khi nào ra tù đến tìm. Nhưng nam chính bây giờ có thể quản nhiều thế sao? Vì anh vẫn còn nợ máu phải báo thù. Mấy tháng trước, anh ruột của anh bị một đám người hung thủ chuyên mở bàn cờ để lừa tiền người khác. Không chỉ lừa hết tiền, cuối cùng còn bị đánh cho đến chết. Nam chính cũng bị chúng tống giam vào tù. Trong tù có một đại ca của xã hội đen, vẫn luôn muốn hối lộ cai ngục trưởng, muốn xin nghỉ ra tù. Nhưng cai ngục trưởng là một kỳ thủ, bắt ông ta phải thắng một ván cờ vây mới đồng ý cho ra tù. Đại ca xã hội đen chỉ có thể về nghiên cứu nước cờ của cai ngục trưởng. Nước đi thế nào là nước cờ chết. Lại đột nhiên nghe thấy một tiếng là nam chính. Chỉ thấy anh cẩn thận đi về phía trước, đánh thế nào để lật ngược tình hình, khiến cho đại ca mở rộng tầm mắt. Sau đó ông giúp đại ca xã hội đen đánh cờ, không chỉ thắng được giấy phê chuẩn nghỉ bệnh, còn thắng được sự tôn trọng của cai ngục trưởng. Buổi sáng, anh một bên ăn một bàn ăn phong phú, một bên chỉ đạo cho cai ngục trưởng hạ nước cờ, giúp ông hóa giải rất nhiều nước cờ, thắng được rất nhiều cuộc thi. Tối đến, anh lại cùng đại ca xã hội đen học võ. Nhưng mà muốn đánh người, trước phải bị đánh đã. Nam chính bị một người đánh, sau đó lại bị một đám người đánh. Qua từng ngày đau khổ, anh từ một người yếu ớt biến thành thế này. Sau đó, anh bắt đầu học đánh người. Thù hận trong lòng khiến anh tiến bộ thần tốc, cuối cùng mạnh đến mức một người có thể đánh hết một đám người tội phạm. Sau khi ra tù, đại ca sắp xếp cho anh một đống tiền. Báo thù cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Anh cạo râu đi, đổi một bộ tây trang, trước tìm đến đối phương, cố ý trong lúc chơi cờ không ngừng thua mất tiền, để cho đối phương nghĩ anh là một tên ngu ngốc. Nhẹ nhàng kiếm được một khoản, thua đến ván cuối cùng. Nam chính đột nhiên nhắc đến, người thua phải bị búng chán 10 cái. Đối phương đã thắng hết tiền của anh, nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đáp ứng luôn. Kết quả ông ta thua rồi, còn cười ha ha đưa chán ra cho nam chính đánh. Chỉ thấy nam chính dùng tay búng ông ta một cái đánh khiến cho đối phương đau đớn, trên trán một vùng đỏ ửng. Cái thứ hai trực tiếp có một viên cờ bay ra, đối phương đau đến không chịu được, rút dao muốn đâm người, lại bị nam chính đấm hai đấm ngã lăn ra, bị trói vào cột tường. Bây giờ vẫn còn 8 cái búng chán nữa. Một sự tra tấn kỳ lạ gọi là búng chán. Chỉ thấy đối phương bị trói chặt lại, nam chính dùng ngón tay đáng sợ của mình một cái lại một cái, trong phòng đều là tiếng búng chán vang lên, búng đến mức đầu ông ra sắp vỡ ra. Cuối cùng nhét hai viên cờ vào mắt của ông ta, cho ông ta bị cờ giết chết. Người vừa nãy là người đầu tiên anh báo thù, còn thiếu ít nhất 3 tên cần phải giết nữa. Nam chính quyết định lập một băng nhóm. Anh đi tìm bạn của anh trai, anh là một tên lừa đảo Sanso. Sanso vừa thấy đối thủ chính là quản trưởng Do, sợ đến mức lập tức rời đi. Nhưng nam chính nói làm trong ván này có 30 triệu. Anh quay lại, nó 무슨 돈 때문에 그런 줄 알아. 그쪽 형이 나한테 잘해줬던 거 그거 갚으려고 그러는 거야. Người thứ hai cần tìm chính là ông già hai mắt bị mù này, biệt danh Quỷ Rượu, cũng là một cao thủ cờ vây. Quỷ Rượu đưa hai người họ tìm đến đồng đội cuối cùng, là một người thợ mộc một tay có kỹ năng sắp xếp rất tốt. Năm đó hai người họ ở trong giới cờ vây hôn mưa gọi gió, lại bị quản trưởng Do hãm hại. Hai mắt của Quỷ Rượu cùng một bên tay của Maxo chính là mất vào lúc đó. Bây giờ có cơ hội đương nhiên phải báo thù. Họ bắt đầu kế hoạch, đầu tiên quan sát cách đánh cờ của quản lý Giang. Sanso giả thành một ông chủ lớn, cầm một chiếc cặp đầy tiền đưa đến viện cờ vây, đi khắp nơi tìm đối thủ, một lần lại một lần thua tiền. Sau khi thua hẳn 1 triệu, lại trong quán đánh cờ tức giận, giống như một con dê béo vậy. Quản lý Giang đằng sau theo dõi camera, quả nhiên nhắm đến anh ấy rồi, muốn lừa anh một món tiền lớn, cố ý thua đưa cho anh một món tiền lớn, sau đó nói ngày mai còn dám chơi lớn nữa không. Sanso đồng ý. Quản lý Giang cho rằng đối phương đã mắc bẫy, lại không biết mình mới là người đã mắc bẫy. Tối đó Maxo chuẩn bị một bộ dụng cụ, một bàn cờ dùng kính mắt đặc biệt, sau khi đánh cờ sẽ hiện rõ ràng lên, còn có dùng lòng bàn chân để truyền tin tức, dựa vào số lần rung chân chỉ cho Sanso đánh như thế nào. Ngày hôm sau, quản lý Giang mang đến một vali đầy tiền bên trong, nhưng anh cũng đang chơi bẩn, gọi cao thủ đến quán cờ ở đằng sau giúp anh ta chỉ bước đánh. Nhưng ông già các bạc này cũng phải bại dưới tay của ông Quỷ Rượu. Ông ở bên bàn cờ hạ từng quân bao vây lại, từng nước cờ đều bị Quỷ Rượu đoán ra hết. Ông già tóc trắng rất nhanh chóng đỡ không nổi nữa. Quản lý Giang thua vô cùng tức giận, cuối cùng bị dồn vào đường cùng. Anh rút dao ra muốn giết người cướp tiền. Đúng trong lúc đó, nam chính đến rồi, hai người lao vào đánh nhau, từ trên xe đánh xuống dưới đất. Quản lý Giang đánh không lại người đã từng luyện trăm trận như nam chính, bị đập đầu vỡ cửa kính xe ô tô rơi vào hôn mê. Đợi đến lúc hắn ta tỉnh lại, phát hiện mình đang bị nhốt trong một kho đông lạnh. Trong kho đông lạnh nhiệt độ âm 20 độ C, hai người đang điên cuồng hạ cửa xuống. Đây là một ván cược tính mạng. Trên bàn cờ cắm một con dao, bên cạnh còn có một chiếc đồng hồ cắt tính thời gian, ép họ phải đánh nhanh hơn.
Thời gian từng chút qua đi, nhiệt độ cũng càng giảm còn âm 36 độ C. Trên người họ đã bắt đầu đóng băng. Chiếc đèn bên cạnh từng cái một phát nổ. Quản lý Giang không thể chịu thêm được nữa. Anh ta biết mình đã thu ván này rồi, nhanh chóng rút dao đâm đến, muốn giết chết nam chính. Kết quả lại bị một cái gậy đập trúng, ngã lăn ra đất. Nam chính lấy ra một tờ giấy có bàn cờ. Trong phòng đông lạnh bắt đầu đọc cách mở khóa mật mã, giải ra có thể có đường sống, cuối cùng rời khỏi nhà kho. Quản lý Giang tay nắm lấy bàn cờ phải giải nước chết này, nhưng trong hoàn cảnh thế này, não cũng đã bị đông cứng rồi, làm sao có thể giải được khóa đây? Đợi đến khi xếp giò của anh đến nơi, anh đã chết đông cứng sắp lại rồi. Không lâu sau, quán trưởng Giò nhận được thông tin của nam chính, nói muốn cùng ông già tóc bạc đánh một ván cờ vây. Nếu thua, anh đền 60 triệu, thắng thì anh muốn lưỡi của ông già tóc bạc đó. Ông già hoang mang vô cùng, nhưng làm gì có chỗ cho ông ta quyết định, cho nên hai bên bắt đầu đánh cờ trên máy tính. Ông già càng đánh càng yếu thế, đến mức mồ hôi trên mũi tuôn ra. Ông đã đoán được kết quả, cuối cùng ván cờ kết thúc, ông già quả nhiên thua mất một nửa. Người thua đồng nghĩa với phế vật. Quán trưởng Do không hề ngại ngần cắt xuống chiếc lưỡi của ông, sau đó mở cửa sổ ra nhìn. Nam chính ngồi cách đó không xa, anh cùng người anh hận đối mặt nhìn nhau, quay người rời đi. Quán trưởng Do không bắt được nam chính, nhưng anh ta phái người đi bắt thủ rượu cùng Sanso. Sanso bị tra tấn đến gần chết, quán trưởng Do đưa cho anh một trang giấy. Nam chính để lại nước cờ cho quản lý Giang, bắt anh ấy giải được nước cờ chết này, sai một bước sẽ chặt một ngón tay của anh đi, sau đó lại muốn dùng mạng của anh đặt cược chơi một ván cờ. Quỷ rượu mắt mù nhìn không nổi nữa, quyết định thay thế Sanso. Quán trưởng Do cố ý không lấy ra bàn cờ cho người mù, quỷ rượu chỉ có thể dùng đầu óc vẽ bàn cờ. Một bên đánh, một bên nhớ tất cả các nước cờ trong bàn cờ lại, một bộ óc vô cùng mạnh mẽ và thông minh. Nhưng thời gian từng chút qua đi, quỷ rượu vậy mà vẫn trụ vững 14-13 cắt. Nhưng quán trưởng Do lại không hoảng loạn, vì ông ta đang chơi gian. Phía sau ông ta là một thần đồng cờ vây, đang ở phía sau camera nhìn bàn cờ, biểu tình lạnh lùng. Dần dần, quỷ rượu bắt đầu chảy mồ hôi đầy trán. Ông không trụ thêm được nữa, thần đồng hạ xuống nước cờ cuối cùng, khiến cho quán trưởng Do giết chết toàn bộ quân của quỷ rượu. Thắng thua đã rõ, ngày đó lại trở lại lần nữa. Quỷ rượu rút dao muốn đâm về phía quán trưởng, lại bị vặn tay, cái dao lại đâm xuống người ông, cuối cùng vẫn bị cắm xuống bàn cờ. Nam chính nhận được tin cũng đến đây, anh trực tiếp đi vào hang ổ của địch. Tất cả ân oán đều sẽ kết thúc trong hôm nay. Quán trưởng Do gọi thuộc hạ ra hết bên ngoài, thì ra Maxo đang ở ngoài tiếp ứng. Ông lạnh lùng nhìn một đám người trước mắt, lấy ra chiếc tay giả. Sau một trận điên cuồng giết chóc, ông dùng mạng để giết hết đám người đó. Mà nam chính cùng quán trưởng Do cũng đang trên bàn cờ bắt đầu đến kết thúc cuối cùng. Nhưng đối thủ thực sự của anh chính là thần đồng phía sau quán trưởng Do. Đối diện thần đồng là một người phụ nữ, cô là thuộc hạ của quán trưởng Do, cũng là người yêu của nam chính. Nhưng quán trưởng Do đã sớm phát hiện quan hệ của hai người họ, nói hôm nay ván cờ này mày nếu mày dám thắng, cô ấy sẽ phải chết. May thay quan hệ giữa cô gái cùng thần đồng rất tốt, dưới động tác tay bí mật của cô ấy, thần đồng khiến cho quán trưởng Giang cùng nam chính hòa nhau. Bàn cờ không phân được thắng thua, vậy chỉ có thể dùng sống chết ngoài bàn cờ. Nam chính trực tiếp rút dao đâm đến, một thân quần áo trắng giống như một cái cây dũng cảm, giết hết đám xã hội đen. Dao không còn, liền dùng nắm đấm đánh, thuận tay lấy viên gạch đập đầu, lấy đèn điện trong quán cờ, cuối cùng cũng giải quyết hết, chỉ còn sót lại mình quán trưởng Do. Nam chính dùng tay không đối mặt với tay cầm dao của ông ta, không ngừng đâm đến. Cuối cùng anh nhặt lấy con dao thủy rượu để lại, giết chết quán trưởng Do, toàn thân trắng, cuối cùng cũng giết hết đám người này. Câu chuyện kết thúc, Sanso, cô gái cùng thần đồng đều sống sót. Nam chính đưa họ bắt đầu một cuộc sống mới, đều nói nhân sinh như một ván cờ, cao thủ sau cùng, rốt cuộc là chính mình hay là vận mệnh đây?